tăng gia sơn tam bát ti a so căn vi ra chăng khe mang tam mang ta la mu ta mang e ta di sa ni ca tua na sa pa ta ma ra di ca sa pa ta so thiên cơ chân thị tam đề sa mang ta la mu tôi nghe một thời thế tôn ngự tại kỳ biên tình xa của trường gia cấm cô độc gần thành xa về khi đêm gần bạn có một vị trời dương sáng thu thắng hào quang chiếu diệu sang tòa kỳ biên đến nơi Phật ngự đành để thế tôn rồi bán cung kính bán phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hàng tâm cầu đời một đời sống an lành xin ngài bi bi mạng hoan nghị dạy chúng con về phúc lành cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy con kẻ ác thân căn bất trí hiền cũng nhường bằng tôn đức là phúc lành cao thượng ở trú xứ thiên thọ công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp dội khéo quân liền hồng tâm nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng sinh thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện là phúc lành cao thượng bố thí đúng pháp dương minh hàng nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thường tôn kính kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yết kiến xa môn tùy tạm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao Nam Mô Bụt Thaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thóp mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đại gia. Con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2563, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 98. Kinh Vasettha. Vasettha Sutta từ câu 983 đến 985 sẽ được Ngài Tại Siêu thuyết giảng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Từ Bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thaya, con kính nhân Bích Đến Sư.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hưởng thượng, tri giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đạt từ bi hoan hỷ, đọc kinh lễ bái tam bảo, Nam Mô Bích Tha Giá. Và cảm ơn Hoàng Nguyệt Trần Đạo cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Tùy Siêu cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư Tôn, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 98 về sách Thá. Qua sách Thá xuất tá từ câu 983 đến 985 sẽ được Ngài Tề Siêu thuyết giảng. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Nhà sư nghe được âm thanh của con kính nhân mít đến sư ạ. À. Nam Mô Bụt Thầy Giả, kính đại lễ chư Phật Tử Siêu, đại lễ chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, ở trong thành ngữ Việt Nam có một cái cụm từ gọi là bàn môn tả đạo. Chúng ta nghe rất thường, bàn môn tả đạo để chỉ cho những cái tà đạo. Nhưng thật ra chữ bàn môn và tả đạo đó chỉ cho hai tôn giáo. Bàn môn chỉ cho Bà La Môn và tả đạo chỉ cho Thiên Chúa Giáo. Đây là bốn chữ mà được nói nhiều ở trong thời Pháp thuộc, giống như chúng ta có chữ Bình Tây Sát Tạ, Bình Tây Sát Tạ tức là đánh Pháp diệt đạo Thiên Chúa. Thì chữ bàn môn tả đạo trong có chữ bàn môn, nó cũng là một chữ nói tắt của chữ Bà La Môn mà ra. Nhưng mà chữ Bà La Môn thưa quý vị là một cái từ mình có thể nói rằng rất là quen thuộc và có một ý nghĩa rất là nhiều. Quý vị không nghe được hả? Quý Phật tử có nghe được không? Dạ vâng. Có một ý nghĩa mà được sử dụng rộng rãi trong giáo đồ và thỉnh thoảng Đức Phật kệ cũng dùng chữ Bà La Môn ở trong ý nghĩa nguyên nhất. Thì hôm nay chúng ta đề cập câu chuyện là có hai vị Bà La Môn trẻ tuổi. Họ bàn với nhau về những một vị Bà La Môn thực sự là gì. Và câu trả lời của họ đã không thuyết phục được nhau. Cuối cùng họ đem đến Đức Phật và Đức Phật có câu trả lời của Ngài.
Bây giờ thì chúng ta hãy nghe phần chánh kinh, và sau phần chánh kinh thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Thừa Sư, vì giảng sư của ngày hôm nay giảng giải rộng rộng này. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, Hoa Nguyệt, Đăng Gia Nguyệt, Tông Nguyệt có trước máy không? Nếu Đăng Gia Nguyệt có trước máy, Đăng Gia Nguyệt có thể dùm đi, tại vì Phong Lan không có nghe được. Dạ, cảm ơn Đăng Gia Nguyệt có trước máy. Dạ, con xin được đọc chánh văn ạ. Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2000 lịch 2563, giáo trình Chima Nikaya giá duyệt bài 98 kinh Vesattha. Vesattha Sutta từ câu 983 đến 985. 98 kinh Vesattha. Vesattha Sutta. Vesattha và Paraguacha là hai bà la môn trí thức trẻ trong một lần tản bộ đã nêu lên câu hỏi thế nào là một bà la môn thật sự. Hai người đưa ra hai câu trả lời khác nhau để rồi không ai chấp nhận. Ai cuối cùng họ cùng đồng thuận đem vấn đề hỏi Đức Phật. Thuật ngữ Sammana hai bà la môn còn được dịch là phạm chí trong ý nghĩa uyên nguyên, chỉ cho sự thanh tịnh, hai người thanh tịnh. Đôi khi Đức Thế Tôn cũng dùng từ này với ý nghĩa nguyên thủy. Trong bài kinh này, một lần nữa Đức Phật dạy thế nào là một bậc thanh tịnh đúng nghĩa. 983, một câu hỏi đơn giản nhưng không đơn giản. Cả hai Vesattha và Paraguacha đều là những bà la môn thông thái trẻ tuổi. Trong giây phút bất chợt, họ đã nêu lên một câu hỏi dường như giống quá, quen thuộc mà ít khi là vấn đề cần thảo luận giữa chính họ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Chichanankala, Isanankala, tại khu rừng Chichanankala. Lúc bấy giờ có rất nhiều bà la môn danh tiếng và giàu có trú tại Chichanankala như bà la môn Chanki, bà la môn Tarutkha, bà la môn Phokkhara Sati, bà la môn Chanutsoni, bà la môn Tô Đầy Giá, cùng rất nhiều bà la môn danh tiếng và giàu có khác. Rồi trong khi các thanh niên bà la môn Vesattha và Paraguacha đang tản bộ du hành, câu chuyện đây được khởi lên. Thế nào là một vị bà la môn? Thanh niên Paraguacha nói như sau: nếu ai thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, như vậy là một vị bà la môn. Thanh niên Vesattha nói như sau: nếu ai có giới hạnh và thành tựu các cánh giới, như vậy là một bà la môn. Thanh niên bà la môn Paraguacha không thể thuyết phục thanh niên bà la môn Vesattha, và thanh niên bà la môn Vesattha không thể thuyết phục thanh niên Paraguacha. Rồi thanh niên bà la môn Vesattha nói với thanh niên bà la môn Paraguacha: này Paraguacha, Sa môn Gotama này là thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca.
Tín đồng tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Đây là Thế Tôn. Bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn. Này tôn giả Phá-rách Quá Chá, chúng ta hãy đến Sa Môn Gotama. Sau khi đến, hãy hỏi tôn giả Gotama về nghĩa lý này. Và Sa Môn Gotama trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Thưa Vân, 984, câu hỏi thăm sau cần có câu trả lời từ bậc đại trí. Hai bà La Môn trẻ này tuy thuộc ngoại giáo nhưng lại có tâm kính mộ Đức Phật. Họ là những người xuất thân, họ là những người xuất khẩu thành thơ, nên khi gặp Phật đã nêu lên một câu hỏi theo văn cú của ca bệnh Gatha. Thanh niên bà La Môn Phá-rách Quá Chá vâng đáp thanh niên Qua Sách Thá. Rồi thanh niên bà La Môn Qua Sách Thá và Phá-rách Quá Chá cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên bà La Môn Qua Sách Thá dùng những bài kệ bạch Thế Tôn. Chúng con, cả hai người được tôn xưng tự nhận là những bậc thông thái cả ba tập Vệ Đà. Con là đệ tử Ngài Phúc Khá Rá Xá Tý, còn vị thanh niên này đệ tử Tá Rút Khá. Ba Vệ Đà nói gì chúng con đều thông đạt, văn cú và văn phạm chúng con đều thấu hiểu, thuyết giảng và giải thích thật giống bậc đạo sư. Tôn giả Gotama giữa hai người chúng con có sự tranh luận này về huyết thống thọ sanh. Phá-rách Quá Chá nói, chính do sự thọ sanh, con nói do hành động mới thành bà La Môn. Mong bậc có pháp nhãn hiểu cho là như vậy. Cả hai người chúng con không thể thuyết phục nhau, chúng con đến hỏi Ngài bậc chánh giác tôn xưng. Như trăng được tròn đầy, quần chúng đệt chắp tay đảnh lễ và chiêm ngưỡng cũng vậy. Ở trong đời, quần chúng đến đảnh lễ Gotama tôn giả, chúng con đến hỏi Ngài bậc pháp nhãn thế gian, bà La Môn do sanh hay chính do hành động, chúng con không được biết, hãy nói chúng con biết. Đấng Thiên Nhân Sư cũng trả lời bằng kệ ngôn. Đầu tiên, Ngài dạy rằng sự phân biệt chúng sanh vốn do sanh loại, là người thì giống nhau dù ở giai cấp nào, không thể nói thanh tịnh đơn thuần cho giai cấp thọ sanh. Này ông Qua Sách Thá, ta trả lời cho ông thuận thứ và như thật, sự phân loại do sanh của các loài hữu tình chính do sự sanh đẻ, do sanh có dị loại. Hãy xem cỏ và cây, dầu chúng không nhận thức, chúng có tưởng thọ sanh, cho sanh có dị loại. Hãy xem loại côn trùng, bướm đêm, các loại kiến, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loại bốn chân, loại nhỏ và loại lớn, chúng nó có tướng thọ sanh. Chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loài bò sát, loài rắn, loài lưng dài, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem các loại cá, loại sinh sống trong nước, chúng có tướng thọ sanh, da sanh có dị loại. Hãy xem các loại chim, loại có cánh trên trời, chúng có tướng thọ sanh, sanh có dị loại. Tùy theo sự thọ sanh, chúng có tướng tùy sanh. Trong thế giới loài người, tướng sanh không có nhiều, không ở đầu, mái tóc, không ở tai, ở mắt, không ở miệng, ở mũi, không ở môi, ở mày, không ở cổ, ở nách, không ở bụng, ở lưng, không ở ngực, ở vú, không âm hộ, hành dâm,
không ở tay, ở chân, không ở ngón, ở móng, không ở cổ chân, vế, không ở sắc, ở tiếng, không tướng, do tùy sanh, loại sai, khác. Trên thực, tự thân con người không có gì đặc biệt, chỉ tùy theo danh xưng. Loài người được kêu gọi, nếu Bà La Môn hai tịnh giả chỉ cho các vị tu sử phân tịnh thì phải nói đến sự chánh mạng, tương xứng. Đối, người tự sinh sống, chăn bò, lo ruộng đất, qua sách thác, hãy biết kẻ ấy là nông phu, không phải Bà La Môn. Ai sống theo nghề nghiệp, qua sách thác, hãy biết kẻ ấy là công thợ, không phải Bà La Môn. Ai sống nghề buôn bán, qua sách thác, hãy biết kẻ ấy là thương nhân, không phải Bà La Môn. Ai sống hầu hạ người, qua sách thác, hãy biết kẻ ấy là nô bộc, không phải Bà La Môn. Ai sống lấy của người, qua sách thác, hãy biết kẻ ấy là kẻ trộm, không phải Bà La Môn. Ai sống nghề cung tên, qua sách thác, hãy biết kẻ ấy là nhà binh, không phải Bà La Môn. Ai nghề tế tự, qua sách thác, hãy biết kẻ ấy là tế quan, không phải Bà La Môn. Ai sống giữa loài người, họ hưởng làng quốc đồ, qua sách thác, hãy biết kẻ ấy là vua chúa, không phải Bà La Môn. Danh xưng dòng tộc không nói lên được ai là người thanh tịnh, mà chính ở lối sống thạnh hạnh, vô cầu, nội tâm không có uế. Và ta không có gọi kẻ ấy Bà La Môn chỉ vì do thọ sanh, dầu vị ấy cao sang, dầu vị ấy giàu có, nhưng còn ham thế lợi. Không tham lam thế lợi, không chấp thủ sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Vị đoạn tận kiết sử, không ai không sợ hãi, siêu việt mọi chấp trước, thoát ly các hệ vượt, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Cắt dây thừng, dây ách, dây cương cùng dây trói, quăng đi dây chắn gương, quăng đi cây chắn ngang, kẻ ấy ta mới gọi bậc sáng suốt giác ngộ, chánh danh Bà La Môn. Ai không lỗi chịu đựng, nhiếc mắng cùng đánh trói, trang bị với nhẫn lực, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Không phẫn nộ vũ lực, có giới hạnh, không kêu nhiếp phục thân tối hậu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Như sen trên lá, như nước trên lá sen, hột cải trên đỉnh nhọn, không tham luyến dục vọng, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Một bậc thanh tịnh là người có sở hành trong sáng, đích điểm cao nhất của phạm chí là thành tựu tuệ giác. Ai biết ngay đời này khổ vì ngã đoạn tận, gánh nặng được đặt xuống, xa lìa các hệ vượt, cả ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Tuệ thâm sâu có trí, thiện xảo đạo phi đạo, đích tối thượng đạt được, cả ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không còn liên hệ cả tại gia xuất gia, không nhà trú thiểu dục, cả ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Bỏ gậy đối chúng sanh, kẻ yếu cùng kẻ mạnh, không giết không hại ai, cả ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Giữa kẻ thù không thù, giữa hung bạo an tịnh, giữa chấp thủ không chấp, kẻ ấy ta mới gọi xứng danh Bà La Môn. Dối, tham, sân, mạng, phú, ai bỏ rơi được chúng như hột cải rơi khỏi đầu nhọn của mũi kim, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai dạy thật nhỏ nhẹ, nói lên lời chân thật, không xúc phạm, không xúc chạm một ai, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Dài ngắn hay lớn nhỏ, thanh tịnh hay bất tịnh, ở đời vật dài ngắn lớn nhỏ, tịnh bất tịnh, không lấy vật không cho, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Với ai không tham cầu đời này và đời sau, từ bỏ mọi tham cầu, đoạn rời mọi hệ vượt, kẻ ấy ta mới gọi
chánh danh Bà La Môn, ai không có chấp tàn với trí độ nghi hoặc đạt nhập đái bất tử, cả ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời ai vượt khỏi mọi buộc ràng thiện ác, không sầu, không bụi uế, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không uế thanh tịnh, không gợn, sáng như trăng, hỷ hữu được đoạn trừ, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai vượt qua hiểm lộ, ác lộ, luân hồi si, vượt khỏi đến bờ kia, thiền tư không dao động, đoạn trừ mọi nghi hoặc, an tịnh không chấp trước, cả ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời bỏ dục vọng không nhà, sống xuất gia, đoạn trừ dục và hữu, cả ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời bỏ tham ác không nhà, không xuất gia, đoạn trừ ác và hữu, cả ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai từ bỏ nhân cách, vượt qua cả thiên ách, đoạn trừ mọi ách nạn, thoát ly mọi hệ phược, cả ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Từ bỏ lạc, bất lạc, thanh lương không y trú, chiến thắng mọi thế gian, bậc anh hùng dũng mãnh, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết thật hoàn toàn sự sanh diệt chúng sanh, không tham trước thiện thệ, giác ngộ đạt chánh giác, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Không biết chỗ sở thụ, thiên nhân càng thắc bà, lậu hoặc được đoạn trừ, bậc ứng cúng La Hán, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không có chấp trước đời này sau đời này, không chấp không sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ngư vương bậc tối thắng, anh hùng bậc đại sĩ, bậc chinh phục bất động, tắm sạch bậc giác ngộ, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết được đời trước, thấy được thiện ác thú, đạt được sanh diệt đoạn, cả ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Điều thế giới cho gọi là tên và gia tộc, chỉ tục danh, thông danh, danh từ khởi nhiều chỗ. Đã lâu đời chấp trước tà kiến của kẻ ngu tự tuyên bố, Bà La Môn do sanh, không phải do sanh đẻ được gọi Bà La Môn, không phải do sanh đẻ gọi phi Bà La Môn. Chính do sự hành động được gọi Bà La Môn, chính do sự hành động gọi phi Bà La Môn. Hành động làm nông phu, hành động làm công thợ, hành động làm lễ buôn, hành động làm nô bộc, hành động làm ăn trộm, hành động làm nhà binh, hành động làm tế quan, hành động làm vua chúa. Kẻ trí thấy hành động như thật là như vậy, thấy rõ lý duyên khởi, biết rõ nghiệp dị thục, do nghiệp đời luân chuyển, do nghiệp người luân hồi, nghiệp trói buộc chúng sanh như trục xe quay bánh, do khổ hạnh phạm hạnh tiết chế và chế ngự, tác thành Bà La Môn. Bà La Môn như vậy mới thật là tối thượng. Ba vệ đà thành tựu, an tịnh tái sanh đoạn, quê sách thả nên biết, kẻ ấy được phạm thiên, được thiên chủ sách cá, biết đến thật tường tận. Câu ba vệ đà thành tựu dịch sai với chánh văn một cách nguy hiểm, phải dịch là viên mãn cả tam minh, ti hi viết cha hi sam ban nô 985. Quy ngưỡng tam bảo. Khi được nghe nói vậy, hai thanh niên Bà La Môn Qua Sách Thá và Phá Rách Quá Chá Bà Thế Tôn, thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thật vi diệu thai tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, hơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng,
đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Thưa Tôn giả Gotama, nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo, mong Tôn giả Gotama nhận chúng con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bản chấm kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ cung thỉnh Bụt Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sa thú con kính dâng bức đến ngài. Kính lễ Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thịnh văn lễ tử Phật. Kính chào chư tôn đức, thân chào tất cả quý tu sĩ Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh Hòa Sơ Thát. Ở trong bài kinh này, đặc biệt hơn các bài kinh khác, đó là hình thức kệ ngôn. Khi mà hai thanh niên Bà La Môn Vasattha và Phạt Đoà Chát ở cái chỗ này, sư cũng xin lưu ý các vị MC chữ pha đoán cho nó đúng, chứ không phải là pha ra quá chát, pha ra đoà chát, vì ở trong cái bản tiếng Việt dịch của chúng ta thiếu trường âm với hơn nhau, chúng ta đọc là đoà, đoà chát, pha chát. Chỉ cách này các MC chúng ta gặp chữ Bali mà như vậy chúng ta biết cách đọc. Kính thưa quý vị, khi mà thanh niên Bà La Môn Vasattha và Phạt Đoà Chát luận tranh với nhau về ai được gọi là Bà La Môn đích thực, thì mỗi người nói một cái quan điểm của mình. Thì nói rằng là do Phạt Đoà Chát có là do chúng sanh, hễ sanh từ cái dòng Bà La Môn thì gọi là người Bà La Môn, còn Vasattha thì cho rằng
người có giới hạnh thì người đó gọi là Bà La Môn, và không ai thuyết phục ai, không ai thuyết phục được ai. Và hai thanh niên Bà La Môn này, trong khi đó là đệ tử của Bà La Môn Bokharasti, còn thanh niên Pharadocha thì là Bà La Môn trưởng lão khác. Nhưng mà họ không có đem vấn đề để đến hỏi với thầy của họ, mà họ chỉ tin tưởng rằng là Đức Phật là người có thể trả lời một cách chính xác và đầy đủ ý nghĩa, đúng với sự thật, và do đó họ đến hỏi Đức Phật. Và hai vị thanh niên Bà La Môn này có vẻ như là những nhà thơ, bởi vì Bà La Môn thì họ phải biết những cái thi phú văn chương, cho nên họ đến họ trình bày Đức Phật, hỏi Đức Phật với những bằng những cái vần kệ gatha mà chúng ta gọi là thi kệ, thi ca. Và đối với Đức Phật thì Ngài cũng không phải là người bình thường, bậc phân nghĩa cụ túc, cho nên tùy theo đối tượng, hễ họ hỏi Ngài bằng những cái câu kệ thì Ngài cũng đáp lại bằng những cái câu kệ. Chúng ta xem trong Tư Gương Bộ Kinh, phần mà Tư Gương Chư Thiên thì các vị Phạm Thiên hay là các vị Chư Thiên xuống bạch hỏi Đức Phật, họ dùng những cái gatha, những cái câu kệ hỏi Đức Phật, thì Đức Phật Ngài cũng trả lời thuyết pháp cho họ nghe bằng những cái câu kệ. Đây là cách thuyết pháp ứng xử của Đức Phật. Và điều đặc biệt nữa mà chúng ta cũng phải biết, trong một loạt bài kệ mà Đức Thế Tôn cũng đã thuyết lên cho hai thanh niên Bà La Môn, những cái đức tính như thế nào mà ta gọi người ấy là Bà La Môn, trong đó có 28 bài kệ nằm ở trong cái tập Pháp Cú Thammapada, phẩm hai, phẩm thứ 26 Brahmavaka, phẩm Bà La Môn, từ câu 396, từ câu 396
cho đến 423. Thì thưa quý vị, ở trong bài học chúng ta đã được nghe đó, thì trong cái cách trả lời của Đức Phật đó, và ra đòi cha nói chính do từ sự thọ sanh, còn nói do hành động mới thành bà la môn. Môn bậc có pháp nhãn hiểu cho là như vậy. Cả hai người chúng con không thể giải thích nhau, chúng con đến để hỏi ngài bậc chánh giác tôn sư. Trước tiên là Đức Phật ngài dạy rằng một cái sự phân biệt chúng sinh vốn do sanh loại, còn là loài người thì giống nhau dù ở giai cấp nào, không thể nói thanh tịnh đơn thuần là do giai cấp sanh. Để ông qua sách thác, ta trả lời cho ông thủ thứ và như thật. Sự phân loại do sanh của các loài hữu tình chính do sự sanh đẻ, do sanh có dị loại. Do sanh ở trong cái loài nào thì nó có những loại khác khác nhau. Cỏ cây nó cũng có những loại khác nhau do nó mọc lên. Các loại côn trùng cũng do sanh mà nó có loại khác nhau. Các loại thú bốn chân lớn nhỏ cũng do sanh mà nó có dị loại. Các loài bò sát như là rắn rết cũng do sanh mà có dị loại. Các loài cá sinh sống dưới nước cũng do sanh mà có dị loại. Các loài chim cũng do sanh mà có dị loại. Nhưng mà ở trong cái thế giới loài người đó, thì không có nhiều loại. Nó chỉ khác khác nhau ở cái mũi, cái miệng hay con mắt vậy thôi. Nhưng mà nó không có khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà vì tùy theo danh xưng mà loài người được kêu gọi, chứ không có cái gì đặc biệt. Gọi đây là vị Bà La Môn, đây là vị Sắc Đế Lị, đây là vị Quế Sát, hay là người xuất đá dòng nô lệ. Gọi cái đó là tùy theo cái danh xưng định đặt thôi, chứ không phải là do sanh mà gọi.
các cái loài muôn thú thảo mộc đều do xanh nên có dị loại, nhưng mà loài người không phải do xanh mà có dị loại, tại vì đặt ra mà thôi. Cái chỗ này chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa tóm tắt như vậy. Và ở đây đó, danh từ mà gọi là Bà La Môn đâu phải người Bà La Môn là họ chỉ ngồi yên một chỗ mà gọi là Bà La Môn đâu. Họ cũng làm đủ thứ nghề hết. Thì Đức Phật này dạy rằng là đối với người sinh sống bằng cách là lo ruộng đất, chăn bò, thì kể là nông phu, không phải là Bà La Môn. Dù họ danh xưng là Bà La Môn nhưng mà họ đi chăn bò, đi cày ruộng thì bị gọi là nông phu thôi. Hay là người mà sống theo cái nghề nghiệp thì người đó là công thợ, không phải là Bà La Môn. Hay là người sống bằng nghề buôn bán thì phải biết người đó là thương nhân chứ không phải Bà La Môn. Còn người mà sống hầu hạ phục dịch cho người khác thì người đó là nô bộc chứ không phải Bà La Môn. Người mà sống bằng cách là đi trộm lấy của cải người khác thì kẻ là kẻ trộm chứ không phải Bà La Môn. Ai sống bằng cái nghề cung kiếm thì phải biết, phải gọi kẻ ấy là quân nhân chứ không phải là Bà La Môn. Ai sống bằng cái nghề tế tự thì kẻ ấy là tế quan, không phải là Bà La Môn. Ai sống giữa loài người thọ hưởng làng quốc độ, kẻ ấy là vua chúa, không phải là Bà La Môn. Thì lần lượt Đức Phật Ngài giải tỏa cho hai thanh niên Bà La Môn này nghe. Ngài chưa có đi vào pháp đâu thưa quý vị. Rồi cái giai đoạn thứ ba là Đức Phật Ngài dạy danh xưng dùng tộc, không nói lên được ai là người thanh tịnh. Mà chính ở cái lối sống thanh hạnh vô cầu, nội tâm không có quế mới gọi là cái bậc thanh tịnh. Và ta không có gọi cả ấy Bà La Môn chỉ vì do thọ sanh, dầu vĩ cao sang, dầu vĩ giàu có, nhưng còn ham thế lợi. Người mà còn ham thế lợi
Ngài không gọi người đó là Bà La Môn. Cái chữ Bà La Môn Brahmana đó, chúng ta cũng nên hiểu rằng là trong cái thời Đức Thế Tôn hiện, Ngài xuất hiện ở Ấn Độ, ở Trung Ấn, một nơi mà cái tư tưởng triết học ở giữa các cái tầng lớp trí thức nó cũng có sinh sôi nảy nhiều lắm thưa quý vị, như là dòng dõi Bà La Môn hay là dòng dõi Sắc Đế Liệt. Và những cái từ ngữ được dùng xài theo thánh thư của Bà La Môn cũng nhiều lắm, hay ở ngoài xã hội họ cũng dùng xài như vậy, như chữ Sa Môn, chữ Bà La Môn hay là chữ Tế Đàn. Thì ở đây Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời là minh định lại những cái ý nghĩa đó hết, là minh định lại ý nghĩa đó hết. Ý nghĩa nguyên nguyên của cái chữ Brahmana, chữ Brahma là cao quý, hay là thanh tịnh. Brahmana là người cao quý, cái người thanh tịnh. Mà chúng ta dịch nghĩa là phạm chí và chúng ta đọc âm là Bà La Môn. Có đôi khi người ta đọc gọn, người ta đọc là Bạn Môn. Chúng ta nghe từ người dân đắng vừa nói khi nãy ở trong cái lời dẫn nhập, thì thưa quý vị, trong một loạt kinh Pháp Cú, Đức Phẩm Brahmavacca, trong đó 28 bài kệ, trong đó có 28 bài kệ mà các ngài kết tập tâm tạng, các ngài rút từ đây sắp ra thành kinh Pháp Cú, thành tập kinh Pháp Cú. Lấy những cái vần thơ, vần kệ mà Đức Phật đã thuyết từng bài như thế này, thì lúc đó ta gọi Bà La Môn không phải là Đức Phật Ngài thừa nhận là có người Bà La Môn trong đời, mà Ngài định nghĩa lại cái chữ Brahmana, Bà La Môn phẩm chí là Ngài ám chỉ cho bậc A-la-hán, ngắm chỉ cho bậc A-la-hán. Trong khi cái chữ Sa-môn, chữ Sa-ma-na, thì Ngài dạy các vị tỳ-kheo hành những pháp để tác thành Bà-la-môn, tác thành Sa-môn thật sự, với cái danh xưng thật sự. Samethiti Samana, người làm cho vắng lặng phiền não thì gọi là Samun. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu chữ Samun đó nó đồng nghĩa với cái vị xuất gia thanh tịnh. Còn cái chữ Bà La Môn là Đức Phật đã dùng để chỉ cho bậc đã được giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi.
Nói đến đây chúng tôi nhớ, bây giờ nếu mà gặp lại vị sư đó, chắc là chúng tôi kêu vị đó xem lại ở trong bộ kinh bài kinh qua sách thả số 8 này. Vị đó đi học ở Ấn Độ, không biết các vị giáo sư bên Ấn Độ, trường đại học New Delhi dạy như thế nào mà vị đó về. Vị đó tuyên bố rằng thật ra Pháp Cú Kinh Đức Phật thuyết chỉ có 150 mấy bài thôi, còn lại có những câu mà chính do người đời sau trước tác hoặc các lão ông thêm thắt vào, như là Bấm Bà Lão Môn chẳng hạn. Vị đó nói như vậy. Lúc đó đi dự lễ hội chung, cùng đi chung trong một chuyến xe đó, thì có sư trưởng, có thượng độ chánh, có ngài và thượng thị pháp nữa. Lúc đó tôi với vị đó mới tranh luận với nhau rất là sôi nổi. Mấy vị trưởng lão kia chỉ im lặng mỉm cười thôi. Thượng tổ chánh mới muốn vuốt chúng tôi xuống, mới nói thôi ngày hôm nay điên rồi. Cho nên bây giờ khi mà học lại cái bài ngày hôm nay là chúng tôi nhớ, mình nhớ cái giai thoại cũng lâu lắm rồi thưa quý vị, cũng cách cũng mười mấy năm rồi. Cho nên khi mà học kinh điển đó, là chúng ta phải học nhiều nơi, nhiều chỗ, chúng ta mới nắm bắt được, mới biết được. Chứ học có một chỗ, học có một tập kinh Pháp Cú không, thì chúng ta sẽ bị ngộ nhận. Cho nên cái bài kinh ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị là 28 bài kệ mà Đức Phật ngài dạy, ngài định nghĩa về cái từ Bà La Môn đó cho hai thanh niên Vasatha và Pharadvaja. 28 bài kệ này được rút chiết ra để xếp thành cái phẩm thứ 26 của tập kinh Pháp Cú, là phẩm Brahmavacca, phẩm Bà La Môn. Quý vị xem lại, quý vị đọ lại đi. Nhưng mà cái bản dịch thì khác nha quý vị. Bali thì giống nhau hoàn toàn. Nhưng mà về cái bản dịch đó, thì ngài Hòa Thượng Minh Châu khi ngài dịch cái bài kinh này là ngài dịch trước, ngài dịch trước 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 năm 75. Còn tập Pháp Cú nó thuộc tiểu bộ kinh ngày dịch sau năm 75. Do đó cho nên hai cái bản dịch tiện khác nhau. Thật ra chúng ta đừng có đọc cái bản tiếng Việt ở trong cái bài kinh này rồi chúng ta so sánh với bản tiếng Việt của tập kinh Cú, rồi chúng ta cho rằng đâu phải, ở trong Pháp Cú dạy khác, ở đây dạy khác mà. Chúng tôi nói trước quý vị là cái bản dịch có đôi khi không giống, nhưng mà quý vị hãy so, hãy đối chiếu với Bali, nó không sai một chữ một câu. Chúng tôi có đối chiếu rồi thưa quý vị. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề trước hết, danh xưng dòng tộc không nói lên được ai là người thanh tịnh, mà chính ở cái lối sống thanh hạnh vô cầu, nội tâm không có quế.
không tham lam thế lợi, không chấp thủ sở hữu. Kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Vị đoạn tận kiết sử: không ái không sợ hãi. Chỗ này dịch là không ái không sợ hãi, chứ không phải không ai không sợ hãi. Thưa quý vị, trong cái bản tiếng Việt của chúng ta, trong cái bản tiếng Việt của chúng ta thiếu dấu. Từ bài kệ 396 chứ không phải 395 Sư Nguyên Thông, 396. Chúng tôi có một cái thường cận y duyên có tật đang giảng bài cho quý vị, mà chúng tôi nhìn lên màn hình thấy quý vị tách chát lên bảng, có cái chỗ nào là chúng tôi nói ra liền, cho nên nó hơi bị phân tâm chút xíu. Từng bài kệ chúng ta sẽ hiểu được cái chỗ nào mà chúng ta không hiểu thì chỗ đó chúng tôi mới nói, còn nói hết giảng hết 28 câu pháp cú này thì nó nhiều lắm thú vị. Dạ, xin cảm ơn cô Nhật Bình bắt đầu trích cái các câu pháp cú vô chỗ này. Vị đoạn tận kiết sử: không ái không sợ hãi, siêu việt mọi chấp trước, thoát ly mọi hỷ phược. Kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Cắt dây thừng, dây ách, dây cương cùng dây trối, quăng đi cây trắng ngang. Cải ta muốn gợi bậc sáng suốt giác ngộ. Trong cái câu này đó thưa quý vị, cái câu mà cắt dây thừng, dây ách, dây cương, dây trối, cùng dây trối, quăng đi cây trắng ngang, cải ta mới gọi bậc sáng suốt giác ngộ chính danh Bà La Môn. Cái câu này là câu pháp cú số 398, Chê Toa Nát Thinh Quá Rát Tần Chắc San Đa Măng Sa Núc Cà Măng Ở Kích Tát và Liên Khăn Bút Thăng. Tâm Hăng Prui Prui Brahmanam. Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt. Ta gọi Bà La Môn.
Thì ở đây, ở trong cái bài, trong cái bản kinh Hoa Cú, chú thích bỏ đa gia, tức là bỏ sân hận. Người ta dùng cái dây này để người ta đánh con ngựa di đai đó, thì bỏ nó đi, gọi là bỏ sân hận. Bỏ cương quá rách tăng, quá rách tăng ở đây tức là chỉ cho án. Vậy cương là để cột, giật, để cột cái mỏ của con ngựa đó, gọi là ái. Sandana, bỏ dây, tức là bỏ tà thí. Bỏ đồ sở thuộc, tức là bỏ cái pháp tùy miên, bảy cái tùy miên. Bỏ then chốt thì ở trong bản kinh này gọi là quăng đi cây chắn ngang, cái then gài cửa. Ok, kít tắt nhốt lại. Khi mà cái nhà mà mình đóng cửa sầm lại, mình gỡ lại thì trong nhà nó tối đi. Cho nên gọi là bỏ then gài, mở cửa ra sáng lọt vào. Thì như vậy ở đây bỏ then gài tức là bỏ vô minh. Chữ bút thăng trong cái nghĩa câu này nó có nghĩa là cái sự sáng suốt. Tăng hăng Brumi Brahmana, ta nói kể là Bà La Môn. Quý vị thấy là một vị mà đã diệt bỏ tham sân tà kiến tùy và vô minh, thì như vậy ở đây gọi là Bà La Môn, tức là gọi vị A La Hán. Ai không lỗi chịu đựng, nhiếc mắng cùng đánh trói, trang bị với nhẫn lực tức là sức mạnh của sự nhẫn nại đó, câu Pháp Cú số 399. Cái câu này là Ác Cô Săn Quách Thác Văn Tăng A Đu Thù Dù Thì Tích Khả Tích Khánh Thí Pà Lăng. Nhẫn lực tức là sức mạnh nhẫn nại. Pà La Ni Căng Tâm Mạc Hăng Rô Vĩ Râm Năng. Cái chỗ này trong Hoa Cú không ác ý nhẫn chịu phỉ báng đến phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi Bà La Môn.
Cho nên thật ra chúng ta chưa có một cái hội đồng phiên dịch. Thành thử kinh điển của chúng ta nó không có cái tính nhất quán, và người đời sau, các cái thế hệ sau sau nữa đó, người họ thọ trì ở, học ở bên này, học bên kia, với những cái câu đó, Bali thì không chịu học, mà học tiếng Việt thì nó trật với nhau hết, nó xa nhau hết. Nhưng mà cái này thì bây giờ chúng tôi cũng thấm mệt rồi, cho nên thôi kệ. Tùy duyên Phật Pháp với tùy duyên chúng sanh. Sau khi mình chết rồi thì người đời sau làm sao làm, chứ còn bây giờ mình ngồi đó mình chỉnh sửa lại mệt quá. Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn. Ở trong bản kinh Trung Bộ chỗ này, Quá Xích Thá này, không phẫn nộ giữ luật có giới hạnh, không kêu nhiếp phục thân tối hậu, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Thôi thì thưa quý vị, chúng ta nên biết rằng là một loạt 28 bài kệ mà Đức Phật Ngài đã thuyết ở đây để Ngài giải thích những cái đức tính đặc biệt mà người nào đạt được những cái đức tính đó thì người đó ta mới gọi đích thực là Bà La Môn. Chứ cái Bà La Môn không phải là do chúng sanh, không phải là do dòng tộc. Bởi vì chúng sanh hay dòng tộc đó chỉ là một cái danh từ mà xã hội họ xưng gọi, họ định đặt. Bởi vì nếu mà người Bà La Môn, người dòng dõi Bà La Môn, vị Bà La Môn mà đi sống bằng cái nghề cấy lúa, nuôi đàn gia súc thì đó gọi là người nông dân chứ không phải người Bà La Môn. Hay là người Bà La Môn mà đi làm, đi sống bằng cái nghề mua bán hàng hóa thì như vậy gọi là cái người gọi là thương nhân chứ không phải là Bà La Môn. Hay là Bà La Môn mà đứng ra để cúng tế trong các cái cuộc lễ thì người ta gọi là chủ tế chứ không phải gọi là Bà La Môn đâu. Người Bà La Môn mà đi ăn cắp thì gọi là kẻ trộm chứ đâu phải là Bà La Môn. Vâng ạ. Thì ở đây Đức Phật Ngài đã sáng suốt Ngài trình bày những ý nghĩa này
để trả lời cho câu hỏi của thanh niên Vasiddha và Pharadocha khi họ luận tranh với nhau về một người được gọi là Bà La Môn là do nơi chúng sanh dùng dỗi, còn có người thì nói do hành động do giới cấm. Vasiddha có một cái quan niệm gọi là Bà La Môn tương đối khác hơn, tức là anh ta nói chỉ do cái hành động cao quý mới gọi là Bà La Môn, nhưng mà anh ta chưa biết cao quý là thế nào, chỉ biết là giữ giới cấm thôi. Đến khi gặp Đức Phật, ngài nêu lên một loạt kệ ngôn với những ý nghĩa như vậy đó, làm cho cả hai tỉnh ngộ, bừng sáng lên ý nghĩa, và họ đã có cái lời tán thán Đức Phật, và họ quy Tam Bảo trở thành đệ tử của Đức Phật. Thưa quý vị, chúng ở trong đời này do cái sự luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, quân tập những cái phiền não và bị sanh hữu che lấp, nên luôn luôn họ sanh ra ở đời họ có cái sự mâu thuẫn chống trái với nhau về tư tưởng, quan điểm. Và cho dù họ luận tranh với người khác, họ muốn chiến thắng người khác, nhưng mà chính bản thân họ bị vô minh chi phối, che ám, cho nên họ nói không có cơ sở. Nó không phải do cái hiểu, do sự hiểu biết, giác ngộ, mà họ nói do cái sự nghe ngóng, nghe đồn đãi, hoặc là nghe từ nơi người khác mới đi đến sự tranh luận với nhau. Thế rồi có một vị Phật xuất hiện, ngài sanh ra ở đời, trước đây khi còn là vị Bồ Tát chưa thành bậc chánh đẳng chánh giác, ngài cũng là những cái chúng sanh phàm phu và có những cái tư tưởng như vậy, nhưng mà tự ngài ý thức, ngài chỉ nhắm vào một cái mục đích duy nhất là làm sao để giải thoát giác ngộ, để tìm ra được con đường chấm dứt sanh tử luân hồi, và ngài đã thành Phật. Và chỉ khi nào có Đức Phật xuất hiện trong thế gian này thì ngài mới giải tỏa cho những chúng sanh đen tối này hiểu được thế nào là chân lý. Và những người mà có hữu duyên khi nghe xong, họ hiểu xong như vậy, có thể là họ sẽ chứng được đạo quả ngay tại chỗ ngồi đó, hoặc là họ phát tâm trong sạch, tịnh tính nơi Đức Phật, rồi họ có lòng tin đi xuất gia, cố gắng thực hành thiền định, họ mới chứng được đạo quả. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua những cái bài kinh này, chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta bỏ bớt đi
những cái định kiến, những cái quan niệm do tự mình suy nghĩ, hay là chúng ta theo cái sự sắp xếp xin gọi mà người thế gian họ gọi. Nghe nói điều đó, phần đông họ nói vậy rồi chúng ta cũng tin như vậy, bỏ đi. Bây giờ thì chúng ta chỉ có mỗi một việc đó là chúng ta luôn luôn nhận thức ba điều. Thứ nhất là khi còn sanh tử luân hồi đó, thì chính do cái hành vi tốt, xấu, thiện hay ác nó phân loại chúng sanh có ưu thắng và có hạ liệt. Thứ hai là ngay trong hiện tại, nếu mà chúng ta biết được chính sở hành sẽ làm cho con người trở nên tốt hoặc trở nên xấu, thì chúng ta nên bỏ bớt đi những cái cố tật, những cái tiền khiên tật, những cái thường cận ý duyên thuộc về xấu, và chúng ta nên tạo cho mình, vương tu cho mình những thường cận ý duyên, những cái đức tánh tốt. Và thứ ba nữa là chúng ta nên dồn hết tâm trí của mình để chúng ta quán xét, chỉ quán xét hai điều thôi thưa quý vị. Trong đời này chỉ có hai loại pháp là pháp hữu vi, sankhara dhamma, hay là sankhara, và pháp vô vi gọi là asankhara. Mà hễ cái gì là pháp hữu vi, tức là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức ấy. Cái gì là pháp hữu vi, thời cái đó nó là vô thường khổ đau vô ngã. Còn vô vi tức là tịch tịnh. Chúng ta chỉ nhớ được bốn cái pháp. Pháp hữu vi là vô thường khổ đau vô ngã, anicca dukkha anatta. Và pháp vô vi tức là niết bàn, là một cái đặc tính upasama tịch tịnh. Chúng ta chỉ nhớ nhiêu đủ rồi, khỏi phải lý luận, khỏi phải tranh cãi chỗ này chỗ kia, mất thời gian của chúng ta. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái bài kinh Vasatha này. Mong rằng chúng ta có cái nhìn trí tuệ để hiểu được những gì mà Đức Thế Tôn đã thuyết ở trong cái bài kinh này, để chúng ta tu tập đi đến cái chỗ tốt đẹp. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ở đây. Phần còn lại thời gian xin cúng thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng Quang Hỷ điều cho phần thảo luận với chư Tăng. Nói chư Tăng như hôm nay ở trong room chỉ còn có một cái hy vọng là có Đại Đức Pháp Tính thôi. Nhưng với chúng tôi, xin thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại. Sa thủ kính trường mục sư tập thầy sư.
Xin lỗi, thưa Phật sư, nghỉ trong giây lát. Trước khi nêu một câu hỏi với đại số tính, chúng tôi cũng nhắc quý vị là ở trong một cái đoạn ngày hôm nay, chúng tôi không hiểu vì lý do gì đó mà nhìn có câu là ba vị đà thành tựu an tịnh tái sanh đoạn. Cái câu mà ba vị đà thành tựu, chúng tôi không biết là lấy từ đâu dịch ra điều đó, nhưng mà ở trong nguyên nghĩa văn Pali đó có nghĩa là viên mãn cả tâm minh, tức là thành tựu cả tâm minh. Cái vị đà ở đây thì thường là chúng ta nói về kinh điển và lâu giáo tam vị đà, thì ở trong bản dịch thì ở trong chánh văn Pali thì có điểm đó là tam vị đà thành tựu. Thì quý vị Phật tử quan hệ cẩn thận điều đó. Đại đức tính này, đại đức quan hệ giải thích một điều rằng khi mà Đức Phật định nghĩa Bà La Môn, tức là những người thanh tịnh, nó rõ hơn là những người tu sĩ thực sự trên đường dẫn đến thanh tịnh đó, thì ngài có nói rằng một cái người mà sống bằng nghề buôn bán đó, thì người đó là người nhà buôn chứ không phải là Bà La Môn. Người sống bị trị bệnh đó là thầy thuốc chứ không phải Bà La Môn. Hay là người làm công cho người khác thì là đô bộc chứ không phải Bà La Môn. Thì phải chăng là những cái nghề đó Đức Phật là lên án hay là nói đó là xấu, hay là khi người nói như vậy ngày mang nó mang một cái dụng ý gì khác? Kính thỉnh đại đức Phật tích. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư tiêu thượng tọa Giác Đẳng Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Cảm ơn quý vị cho biết được tín hiệu là rõ. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua thảo luận thượng tọa vừa nêu lên thì đối với chúng con mà thì coi chúng con muốn hiểu rằng là khi mà Đức Phật nói những cái nhà mà mua bán, bán hàng mua bán chỉ là những cái vị thương gia hoặc là những cái người làm công thì chỉ là nô bộc, thì ở trong cái ý nghĩ đó thì con nghĩ rằng muốn định danh cho các vị Bà La Môn hiểu rõ, hãy mà mình làm cái nghề đó thì người ta sẽ có cái tên là như vậy. Còn nếu mà mình gọi một cái vị Bà La Môn chân chánh như xuất gia không hại người đó mới xứng danh Bà La Môn, hoặc là những cái pháp để mà tác thành cái vị Bà La Môn thì người đời người ta sẽ kêu cái người đó là cái vị Bà La Môn, hoặc là những cái pháp nào mà để mà tác thành trở thành cái vị đó là một cái vị xuất gia thì người đời người ta sẽ kêu cái vị đó là một cái vị tu sĩ hoặc là một cái vị xuất gia. Thành ra trong cái lời dạy của Đức Phật nói về các cái sinh kế buôn bán chữa bệnh làm công thì những cái danh từ đó nó chỉ cho một cái nghề, những cái danh từ đó nó chỉ cho một cái nghề. Còn đối với cái đời sống tu tập cũng vậy, có những cái yếu tố hoặc là những cái hành động thì nó sẽ tác thành một cái danh nghĩa, cũng như là nếu mà những cái vị ví dụ như là ở trong những cái phẩm khác thì khi mà định nghĩa như thế nào gọi là tu sĩ Bà La Môn thì những ai mà sống bằng nghề chiêm tinh bói toán hoặc là coi sao coi hạn vân vân thì những vị đó được gọi là tu sĩ Bà La Môn. Còn khi nào mà được gọi là một cái vị mà sa môn, một cái vị xuất gia thì những ai mà sống vừa lòng với những gì mình có bằng một cách hợp pháp thì như vậy gọi là một cái vị tu sĩ hay là một cái vị sa môn đó. Thì con nghĩ rằng trong cái lời nói này là muốn nhìn cái nghề mà đặt tên cái vị đó là cái vị như thế nào. Thí dụ như là buôn bán, mua bán thì gọi là thương gia, còn
những người mà làm công thì gọi là nô bộc vân vân, do nhìn cái hành động đó để mà kêu gọi cái người đó như vậy. Còn đối với những cái vị tu sĩ thì do thường làm những cái công việc cúng tế hoặc là sống một cách chân chánh gì đó vân vân, thì gọi là tu sĩ Phật giáo hoặc là tu sĩ Bà La Môn. Vậy thì ở trong cái lời dạy này thì có nghĩ rằng là do nhìn cái hành động mà đặt tên cái vị đó là như thế nào. Nó đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu hỏi của thượng tọa. Nếu mà còn những cái ý nào, những cái điều nào mà thượng tọa làm sáng tỏ nữa thì con cũng thỉnh thượng tọa Quan Hỷ giải thích thêm cho con cũng được biết và hội chúng ở trong rung cũng được biết. Và con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Ta thuộc chương trình về đức Phật chính. Dạ, quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ. Lẽ ra thì hỏi câu số 2 thì hỏi thỉnh sư Nguyên Thông. Nhưng mà vì có câu số 1 của sư Học Tính ấy, do đó xin được hỏi trường hợp của sư là trường tỏ có nghe được không? Nếu tỏ nghe được xin thỉnh trường tỏ Hoan Hỷ trở lại để đi cho một vài suy tư về câu hỏi số 1. Dạ. Một lần nữa xin hỏi trường tọa siêu, trường tọa có nghe được không? Chắc trường tọa, dạ. Mà trường tọa siêu, ngày nay có một số các vị tu sĩ đó thì mặc giáo tu xuất gia trong chùa, nhưng mà hầu như cái nghề tay trái trở thành nghề tay phải. Các vị sống bằng nghề phong thủy hay là đi chữa bệnh, hoặc giả là đôi khi có như một số cái cách sinh hoạt, mà cái sinh hoạt đó khiến cho vị này có cái đời sống rất là sung túc, mình kể cả đi tụng đám này, thì tại sao cái chữ chánh mạng á nó lại quan trọng lớn ra, và tại sao ở đây Đức Phật thì dạy rằng nếu mà sống bằng buôn bán á, thì đó là thương gia chứ không phải là Bà La Môn, đó là thương gia chứ không phải tu sĩ. Nếu sống bằng nghề làm ruộng á thì cái đó là nhà nông chứ không phải là tu sĩ. Nếu mà sống bằng nghề làm thuốc là thầy thuốc chứ không phải tu sĩ. Thì chúng tôi sẽ giải thích tại sao Đức Phật ngài dạy rằng sống bằng những cái nghề như vậy á thì không phải là Bà La Môn, không phải là tu sĩ. Như vậy là cái gì là cái chánh mạng thực sự của đời sống xuất gia? Cái tính từ toàn đời sư. Nam mô Phật Thầy. Bởi vì cái danh xưng nếu như không có làm đúng thì cái danh, thì cái tên đó, cái tên gọi đó, nó chỉ là cái danh xưng suông thôi, chứ nó không có cái ý nghĩa đích thực. Được gọi là một vị tu sĩ hay nói cách khác được gọi là Bà La Môn, chữ Bà La Môn, chữ trong cái ngữ cảnh này là Đức Phật ngài để chỉ cho cái người cao quý,
gọi là ngữ vật câu ý, là chỉ cho bậc A-la-hán, thì càng có vấn đề trọng đại hơn nữa. Chúng ta chỉ nói đơn thuần là một vị tu sĩ thôi, chỉ tu có nghĩa là sửa. Một vị tu sĩ tức là cái người mà sửa trị cái tâm xấu xa này, sửa trị cái nếp sống hỗn loạn này. Để đạt đến một trạng thái cao quý, một trạng thái giải thoát. Nếu ý nghĩa là như vậy đó, thì khi mình xuất gia, mặc dù mình danh xưng là vị tu sĩ, nhưng mà làm các cái nghề nghiệp, thì những cái nghề, những thí dụ như tu sĩ mà đi làm thơ thì gọi là, chỉ gọi là thi sĩ, chứ sao gọi tu sĩ được? Bởi trong lúc làm thơ là cái tâm mơ mộng, nó đâu có sửa được cái, đâu có sửa được cái tâm, tâm tánh đâu, đâu có diệt được phiền não đâu. Hay là một người tu sĩ mà còn tính cái chuyện làm ăn buôn bán, đổ chát hàng hóa, tiền bạc, thì vị người đó được gọi là buôn bán, là thương nhân, chứ đâu phải là người tu sĩ. Bởi vì cái công việc đó không phải là công việc của cái vị tu sĩ, vân vân. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là không phải Đức Phật Ngài phủ nhận những cái nghề nghiệp đó là hèn hạ hay là xấu xa gì. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu là Ngài có cái sự xác định việc nào cho ra người đó, việc nào cho ra người đó. Một thầy giáo mà đi rượu chè be bét hay là cờ bạc, hoặc là đi thanh toán đánh lộn với nhau, thì đâu phải xứng danh là thầy giáo. Bởi nhà giáo tức là một vị mô phạm, dạy cho người ta, dạy cái văn hóa, cái đạo đức cho người khác. Thì có những cái hành động như vậy thì chỉ gọi là cái người cờ bạc hay là cái người xưa, hoặc là một cái tay cầm xã hội đen, chứ đâu phải là thầy giáo. Thí dụ vậy. Còn ở đây những cái gì đó đối với người cư sĩ, vì họ không có tự xưng là cái người, là một vị tu sĩ, họ không tự xưng họ là người cao quý, thì họ muốn làm nghề nghiệp để sinh sống cái gì cũng được. Nhưng mà hễ một khi đã xuất gia, đã là một vị tu sĩ, thì phải đúng nghĩa. Cũng như Đức Phật đã dạy rằng, này các tỳ kheo,
khi mà dân chúng gặp các ngươi hỏi rằng các ông là ai, thì các ngươi tự xưng rằng chúng tôi là Sa môn, và quần chúng cũng đều biết các ngươi là những vị Sa môn. Do vậy các ngươi cần phải làm sao cho nó tương xứng với cái danh xưng của mình là Sa môn. Rồi Đức Phật hãy dạy những cái pháp để tác thành Sa môn. Gọi là một vị Sa môn là vị đó phải có thân hành thanh tịnh, phải có lòng tàm quý, phải có thân hành thanh tịnh, phải có khẩu hành thanh tịnh, phải có ý hành thanh tịnh, phải có sự nuôi mạng thanh tịnh, vân vân. Thì khi mà có cái sự thanh tịnh đó thì mới gọi là Samana được. Chứ nếu mà Samana nhưng mà thân hành không tịnh, thanh tịnh khẩu hành không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, thì như vậy chữ Samana đó được gọi là bậc tịnh giả, là chỉ là cái danh xưng thôi, chỉ là danh xưng thôi, chỉ là cái tên gọi suông. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu là một vị xuất gia đã gọi là vị xuất gia thì phải có một cái sở hành cho nó đúng, cho nó đúng nghĩa là bậc xuất gia. Thì do đó ở đây là làm các cái nghề nghiệp khác đối với người cư sĩ thì được gọi là không có vi phạm vào sáu cái giới mà Đức Thích Tôn này cấm, nó liên hệ đến cái sự ở đây thưa quý vị, đối đến cái chất mạng của cái vị tu sĩ phải là những cái thức đó, cái đó là
được gọi là chánh mạng. Còn vị tu sĩ mà làm những cái nghề nghiệp như là giao dịch thương mại, hay là đổi chác bằng tiền bạc vân vân, thì cái đó đều gọi là tà mạng. Còn như vật xuất gia đó, vì cái nguyên nhân nuôi mạng mà nói khoe pháp và công nhân để cho người khác, họ nghĩ rằng mình, nghĩ rằng tỳ kheo này là bậc thánh cao quý, rồi họ cúng dường, cái đó cũng là tà mạng. Hoặc là vì lý do nuôi mạng mà vì tỳ kheo là cái nghề mai mối để mà người ta thưởng cho ông Mai, cho bà Mai tiền bạc hay là thức ăn, thì là mai mối cưới gả như vậy đó, thì cái đó cũng là phạm tà mạng. Hoặc là vì nguyên nhân đôi mạng mà vì tỳ kheo nói ước với người khác, với ông chủ chùa rằng vì tỳ kheo nào đang ngủ trong tịnh thất của ông tạo dựng, vì ấy là bậc A-la-hán, và trong khi mình đang ở trong tịnh thất của người chủ chùa đó, mà mình nói như vậy thì người nghe, ông ta nghe, ông ta hiểu, thì vị tỳ kheo đó bị tà mạng. Hoặc là vì lý do đôi mạng, muốn ăn cái này, muốn ăn kia, rồi mình đi xin cho mình ăn, cái đó là tà mạng. Hoặc là có cái hạng tỳ kheo vì muốn có lợi lộc mới quỷ tạo cái hành vi để lừa gạt người khác, khởi niềm tin nơi mình bằng cách vờ từ chối vật dụng, hoặc nói xa nói gần, hoặc làm như thu thúc quay nghi, đó là sự lừa bịp, gọi là kuhana, đó là tà mạng. Hoặc là có hạng tỳ kheo ham muốn lợi lộc, định bợ người cư sĩ để cho người ta thương mà cúng dường, cúng dân, như là gặp người cư sĩ thì chào mời, nói tân bốc, nói vuốt theo, nói bùa tay, hoặc là tự đề cao, hoặc là nuôi dưỡng trẻ giúp cho người, đây cũng gọi là sự tà mạng. Và sự tà mạng này gọi là lapana. Hay là có hạng tỳ kheo ham muốn lợi lộc, thấy người có vật dụng hay muốn ăn chi, bèn làm bộ hỏi thăm món ấy là món gì, hoặc là nói ước, nói ngụ ý cho người hiểu mà cúng dân, thì đây gọi là sự ám chỉ nemitikata. Nemitikata cũng là sống tà mạng. Hoặc là có hạng tỳ kheo ham muốn lợi lộc, trước mặt người này nói chê bai người khác, nói xấu sau lưng, nói bôi họ, xuyên tạc, nhạo báng, mỉa mai châm biếm, hoặc mắng giết người khác để được bằng người này, thì đây gọi là cái sự công kích nipesikata, cái đó cũng tà mạng. Hoặc là vị tỳ kheo vì ham muốn lợi lộc cho nên nhận được lợi lộc từ chỗ này đem cho đến chỗ kia, hoặc là đem vật nhận được từ chỗ kia về, gọi là lấy lợi câu lợi, là phê đó, là phân ni chi gừng sanh ta, cái đó cũng là tà mạng.
Cho nên ở đây đó, trong thanh tịnh đạo nói cái giới đôi mạng thanh tịnh của vị tỳ kheo, của vị xuất gia cần được thực hiện bằng cái sự tinh tấn quy đi về đó a chi quá và định số thí sampa đề tập bà. Lại nữa, vị tỳ kheo tinh tấn tầm cầu vật thực nuôi mạng hợp pháp trong sạch nhưng đi khất thực ăn, chỉ đi khất thực ăn thôi, cái đó là cái hạnh nuôi mạng của chư Phật. Một vị tu sĩ họ đắc quả A-na-hàm, đừng nói chi là đắc A-la-hán, chỉ đắc A-na-hàm thôi rồi vị đó cũng bỏ, không có làm các cái nghề nghiệp mà hồi trước đây họ đã từng làm. Bởi vì đối với những vị này được xem như là đã bỏ, đã đoạn tuyệt năm hạ phần kiết sử, thì đời sống của vị đó phải là đời sống thanh tịnh. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta nói đến cái đời sống của vị xuất gia phải làm như thế nào cho được chân chánh, thì chúng tôi nói rằng trước hết là chúng ta phải, vị xuất gia đó phải giữ giới, không có vi phạm vào sáu cái điều giới mà Đức Phật ngài cấm chế liên hệ đến sự nuôi mạng là một. Thứ hai nữa là vị đó phải từ bỏ năm ác pháp nuôi mạng như là lừa bịp hoặc là định vợ của Phật. Rồi lại nữa, vị tỳ kheo phải có sự tinh tấn cách là đi khất thực ăn, không có xin xỏ ai hết, không có bợ đỡ để cho người khác họ thương mà họ cúng dường với Phật, thì cái đó là sống sống chánh mạng. Nó còn nhiều lắm thứ ở trong luật 24 cái pháp tà mạng phải tránh nữa kìa. Nhưng mà ở đây không có thời giờ, chúng tôi chỉ trả lời một cách tóm tắt trong cái câu số 1B là người xuất gia trong Phật giáo nuôi mạng thế nào được gọi là chân chánh. Xin trình bày ý nghĩa là như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Thưa lão tổ sư, bà chư tôn đức và chư vị phật tử còn 10 phút của chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi xin được có một vài thông tin về những cái ngày của quý vị trong liên quan đến đại dịch corona. Thứ nhất, thưa quý vị, như nhiều ngày qua chúng tôi có đề cập đó là bệnh dịch lây nhiễm của corona vẫn đang hoành hành trên thế giới. Ở tại Mỹ thì có thể trong 1-2 ngày nữa sẽ con số sẽ lên tới hơn 500,000 người. Ngày hôm nay chắc chúng ta được biết rằng có hơn 6,5 triệu người mới vừa khai thất nghiệp. 2 tuần trước là có 10 triệu, bây giờ lại có thêm 6,5 triệu người nữa. Con số thất nghiệp sẽ gia tăng. Và có lẽ là một ở trong những cái biện pháp mà người ta kiểm soát bệnh dịch ấy, là sự cách ly gắt gao hơn. Dạ, rất gắt gao hơn. Có nghĩa là một sự cô lập, như là chúng ta thấy trường hợp đã áp dụng tại Ý chẳng hạn. Thì hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến hai việc đó, là đôi khi có những trường hợp mà corona được đưa vào nhà chúng ta mà chúng ta không biết, đó là qua bưu điện. Tất cả những thư từ, những bưu kiện nào gửi đến nhà nên được để riêng, khoan mang vào nhà. Và khi quý vị xé thư ra thì nhớ mang găng tay và sát khuẩn càng nhiều càng tốt. Dạ. Không có nên đem những cái bưu kiện để nó vào trong nhà, bởi vì chúng ta không biết rằng những người mà họ đã đụng tới những bưu kiện, những lá thư đó là ai, là có lây lan hay không. Đã có một số người làm trong UPS, làm trong FedEx
và làm trong các khung, các cái chỗ bưu điện của Hoa Kỳ đang bị lây nhiễm. Thì ra chúng ta nên cẩn thận về điểm này. Nói một cách khác thì những cái bao bì gì mà không cần thiết lắm thì chúng ta nên xé và để ở bên ngoài trước khi đem vào trong nhà. Và những gì vào trong nhà nên dùng mấy cái miếng lau mà sát khuẩn đó, chúng ta lau qua và tránh hạn chế tối đa những thứ mà chúng ta đụng đến. Và sau khi mà xem xong các thư từ thì nên rửa tay bằng xà phòng thật kỹ. Đường dây đường bưu điện đó và những cái gói hàng, những cái parcel rất là dễ lây lan. Và thứ gì cũng đã có một cái sự việc, đó là một khi tình trạng cách ly càng ngày càng lan rộng đó, thì chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng là khan hiếm thực phẩm. Khan hiếm thực phẩm có nhiều lý do. Một là vì sự cách ly nó không tiện cho chúng ta đi đến những chỗ mua thực phẩm. Và thứ hai nữa là cũng rất có thể là những cái mặt hàng, những hàng hóa nó không có nhiều. Quý vị có thể đã mua rất là nhiều những đồ khô và mua rất là nhiều những cái thực phẩm để giữ ở trong tủ lạnh. Nhưng mà có một điều là về đồ khô chúng ta để được lâu, nhưng mà thực phẩm mà để tủ lạnh thì nhất là rau xanh vân vân thì chúng ta không có để lâu được. Hiện nay mặc dù người ta nói rằng cái việc mà cách ly có thể kéo dài cho đến cuối tháng 4 ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà cái việc đó cũng tương đối rất là chúng ta nhìn thấy bên các nước ông đó, ban đầu họ tuyên bố tình trạng khẩn cấp 2 tuần, rồi 3 tuần, rồi họ cứ phải thêm vào. Và ở tại Vũ Hán thì nó kéo dài tới 11 tuần lễ. Và chỉ là nói 11 tuần lễ có nghĩa là gần 2 tháng hoặc 3 tháng. Tại vì cái thời kỳ ủ bệnh dịch nó không có đơn giản là trong 2 hay 3 tuần lễ giải quyết được đâu. Hiện nay đó, cái tình trạng mà giải quyết được nó phải dựa trên thứ nhất là một cái sự cách ly tương đối là phải hết sức là chặt chẽ. Dạ, cách ly hết sức là chặt chẽ. Và thứ hai nữa đó là cái sự kiểm nghiệm, tức là những cái testing kit, những cái bộ phận, những cái dụng cụ để test nó phải được phổ biến rộng hơn. Hiện nay người ta chưa có test rộng rãi được, họ chỉ test những người mà có nhiều triệu chứng lâm sàng, tức là những người mà bị sốt, bị ho vân vân, còn người bình thường ủ bệnh họ không test, không đủ test, thành ra cái bệnh nó lây nhiễm càng nhiều. Và điều thứ ba là phải có một thuốc trị liệu thực sự. Thì thứ gì, điều này nó có thể dẫn đến tình trạng là những cái cuộc vận chuyển về sản xuất thực phẩm thì lại chúng ta không có người để mà thu hoạch các thực phẩm ở tại các nông trại và sự vận chuyển nó khó khăn. Vì vậy tất cả chúng ta nên chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất. Dạ, trường hợp tệ nhất là trong trường hợp mà ở tại nhà thì làm sao để có rau xanh để mà ăn. Thì người ta có một số các cái đề nghị, ví dụ như là nếu được chúng ta nên mua rất là nhiều đậu xanh để làm giá, hoặc là đậu Hòa Lan cũng được, nhưng mà đậu xanh là phổ thông nhất. Làm giá thì rất là dễ, thưa quý vị. Dạ, làm giá rất dễ, chúng ta chỉ cần một cái rổ, một cái khăn, và ví dụ 100 gram đậu xanh chẳng hạn, mình ngâm 6-8 tiếng gì đó, rồi trước khi ngâm chỉ có chà, lấy tay chà một chút để xúc tác cho cái kích thích cho đậu nó ra mầm, rồi chúng ta dùng một cái đĩa nặng chúng ta đậy lên trên như vậy đó và đưa nó vào trong phòng tối. Dạ, khoảng chừng 2-3 ngày thì chúng ta sẽ ủ giá. Quý vị có rất nhiều những cái thông tin tạp giá, thì cái giá chúng ta sẽ ăn rất nhiều thứ. Quý vị có thể ăn giá luộc, và có thể ăn giá sống, ăn với mì gói vân vân, nhưng mà cái giá sẽ giúp chúng ta có chất xanh rất là tốt. Do vậy nếu mà được quý vị nên mua đậu xanh, đậu nguyên hộp để giữ sẵn. Tại đậu xanh có thể giữ rất lâu, giữ 3-4 tháng, 4-5 tháng, khi cả năm, nếu mà chúng ta giữ trong một cái thời tiết tốt thì đậu xanh là tốt. Và có một vài loại đồ khô như là miếng và miếng bằng đậu xanh đó, thì tương đối rất là tốt. Và loại miếng mà chúng ta nấu lên nó trong đó, nó là bột đậu xanh, nó cũng là một thứ mát, quý vị. Bột bình tinh tức loại bột khoai mà chúng ta quậy nó trong lên, thì những điều đó nó vẫn cho chúng ta một cái hàm lượng rất là tốt. Nói chung là các loại đậu, các hộp nuts mà để lâu thì nó có chất đạm tố, có protein và
đặc biệt là một vài loại quán chức sanh thì cố gắng tập trung những cái điều đó. Và hiện nay các chùa cũng có làm được một việc mà nếu quý vị nào mà làm được rất là tốt, là nếu quý vị nào quen với miền quê, chúng ta có điều kiện chúng ta mua khoai lang, khoai lang về có thể ăn được, nhưng mà khoai lang ở trong trường hợp này để chúng ta quăng xuống đất rồi mình rải lên trên một ít đất, vài bữa nó sẽ ra lá và tia khoai lang nó mọc rất là nhanh. Vì nào mà có miền quê trồng khoai lang mới biết rồi, cái lá khoai lang cái đọt thì ăn ngon rồi, nhưng mà nếu không có đối cùng ăn cái lá già nó cũng được chứ. Và cái khoai lang có thể rất là dễ trồng. Dạ, khoai lang dễ trồng. Ý chúng tôi muốn nói là ở trong trường hợp chúng ta không mua được rau xanh thì chúng ta cũng có một số rau để mà backup. Và ở tại Hoa Kỳ đó thì có một cái loại cây mà trồng rất là nhiều ở cái vùng ấm như là California, Texas, mà quý vị biết đó là cây dâu tầm ăn. Quý vị nào lên net ra thì dâu tầm ăn đó, họ mọc rất là nhiều. Ít có người biết rằng dâu tầm ăn có thể nấu canh, có thể luộc được ăn rất là ngon. Lá non ăn thì cũng ngon rồi, nhưng mà nếu còn đối đấy chẳng lá già nấu rau một chút, lá dâu tầm ăn cũng được. Và nếu trong nhà quý vị ở tại Mỹ mà có cây nho đó, thì tôi nhắc quý vị là cái lá nho ăn được, lá nho ăn giống rau, người Việt Nam chúng ta không quen ăn, nhưng mà người Âu Châu họ ăn lá nho rất là nhiều. Thì đó là một vài thứ để chúng ta sống sót qua cơn đại dịch. Tại vì nhiều khi mua rau đã khó, đi ra ngoài đi chợ đã khó, nguồn thực phẩm có thể cạn, chúng ta có điều đó tự túc ở trong nhà. Thì chúng tôi lấy ví dụ là mình mua đậu xanh về, nếu mà mình không dùng tới thì mình có thể sau đó mình xài, và nhiều chuyện khác cũng xài được chứ không sao. Nhưng mà nó sẽ cho chúng ta có được những cái chất xanh trong cái mùa thời kỳ đại dịch. Và một lần nữa là mình đừng xem thường, bởi vì thiếu cái sự cẩn trọng, thiếu sự chuẩn bị đó, chúng ta sẽ rất là phiền. Và một khi mà chúng ta cần thiết tới, và đôi khi trong thời gian bị cách ly mà nếu chúng ta có được chúng ta có được một vài cái sinh hoạt, và ví dụ trồng khoai, trồng rau lang, hay là đôi khi chúng ta có thể có một vài sự làm giá chẳng hạn, thì nó sẽ cũng đỡ cái sự tồi túng lúc mà quý vị ở nhà một mình. Và cái cuộc sống mà an lạc là mình sống thích nghi mỗi một thời, mỗi một buổi. Ông bà chúng ta có câu nói là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhưng mà riêng đối với người Phật tử thì chúng ta sống mà nếu khéo tác ý thì chúng ta sẽ an lạc và trang lạc. Hãy sống một cách tích cực và hãy chia sẻ những điều lợi lạc cho những người xung quanh mình. Đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ đương đầu với dịch bệnh bằng sự lo lắng, mình sẽ đương đầu với dịch bệnh bằng sự ơ hờ. Những thứ đó nó không giúp cho chúng ta được đâu. Cái thái độ ơ hờ không phải thái độ tốt, mà chúng ta chống lại bằng thái độ lo lắng cũng không phải là thái độ tốt. Hãy vững lòng và tìm những cái phương thức nào thực tế nhất, và tìm cách hỗ trợ những người xung quanh mình. Chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy là chỉ trong một tích tắc thôi, ngồi xuống mà với tâm từ nghĩ tới cả chúng sanh thì vẫn được vô số an lạc. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử nhân mùa đại dịch. Xin tri ân chư vị giảng sư đã vào trong đường thuyết giảng. Đại lễ quý ngài thân chào tạm biệt quý Phật tử. Mong tất cả chúng ta luôn cẩn trọng và được bình an, được vượt qua đại dịch này. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thiền tọa giác đẳng đã luôn nghĩ đến Phật hàng Phật tử của chúng con trong cơn đại dịch này. Dạ, chúng con thành kính tri ân sư. Sa thú lành thai. Dạ, cảm ơn Rạng Đông, Rạng Đạo và Đạo Tràng cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con Như Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.
Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Và Nhật Bình lần nữa thành kính tri ân đạo tràng. Và Tâm Phương ơi, nếu Tâm Phương có nghe được âm thanh Nhật Bình chút xíu, Tâm Phương gọi phone cho Nhật Bình nghe Tâm Phương. Dạ, con xin xuống mic ạ. Thank you.